Trên tay Toản bây giờ là cây côn nhị khúc gỗ cẩm lai màu nâu đen rất đặc biệt nhé. Đây là hàng hiếm cho tất cả anh em chơi côn nhị khúc. Thì đây là màu gỗ tự nhiên, không anh em chơi côn nhị khúc không lo bị mồ hôi tay. Đây mình sẽ rửa tay cho anh em xem này. Tay mình đang rất chi là ướt này, và cây côn cũng vậy, là rất chi là ướt. Thì anh em yên tâm này, rất chỉ là chắc chắn cho anh em chơi côn. Đây, đảm bảo cho chúng ta chơi côn nó không bị ra mồ hôi tay, nó hút ẩm cho anh em. Cầm rất chi là chắc tay, dù là mình tay ướt và côn ướt không lo bị rớt côn. Rất chi là chắc. Với thiết kế côn nhị khúc làm bằng nắp trục xoay inox, anh em không lo bị rỉ sét nhá. Và khớp xoay linh hoạt, không lo bị kẹt nha anh em. Và đầu nhỏ là 26, đầu to là 31. Côn được thiết kế theo hình bát giác nên thành thử ra cầm rất chi là chắc tay. Và bảo hành cho anh em là 1 năm đổi mới, nên côn là các bạn chơi không lo bị sét và bị hỏng. Côn rất chi là tốt, gỗ cẩm lai loại 1 nha anh em nhé. Nếu các bạn quan tâm đến côn nhị khúc của Toản thì hãy đặt hàng với Toản bằng cách là nhắn tin ở dưới cái video này để cho mình tư vấn. Và giá mình sẽ có giá khuyến mại tốt nhất cho anh em, nếu anh em nào quan tâm đến côn nhị khúc mà gỗ cẩm lai bởi quý hiếm này, số lượng có hạn nhé các bạn. Và trọng lượng của gỗ nó hơi đầm tay chút xíu là 550g nhé anh em nhé. Thì anh em nào quan tâm thì mình có thể là xem phần giới thiệu về video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.